mình dùng bonsai mang chất liệu thu hương này đây ạ. Và cây tùng trong phong thủy được người biết đến là loại cây có thể mang sức mạnh và sức sống mãnh liệt, và cây tùng có thể mọc lên và phát triển mạnh mẽ ngay cả trong điều kiện khắc phục khó khổ nhất và đất đá cằn cỗi, thiếu chất dinh dưỡng, thiếu nước, khả năng chịu được giá rét của các loài cây cũng là vô định. Và cũng bởi vậy cây tùng trong phong thủy được gọi mệnh danh là chúa trùm mộc, thảo mộc nha bác nhá. Và trong phong thủy từ cây tùng có nghĩa sâu xa, trong loài cây thường được sử dụng để trang trí này, trong liên tranh này, tạo nên những sản phẩm mới mẻ thanh lịch này. Và ngày cây tùng thường được sử dụng để trang trí nội thất và nhà cửa, sân vườn. Và hai cây quý hiếm nha, thời xa xưa của mộc dùng để có thể thờ cúng làm thuốc, và cây tùng này được thực trong đó. Đó, cây tùng mang lại dáng vẻ khỏe khoắn này, thanh cao, và loại dược mộc dược ý nghĩa thì mang cây tùng phong thủy đại diện cho mang ý nghĩa trường thọ. Cây cũng có xua đuổi tà ma, thủy giữ cho con người luôn bình yên. Và các bác có thể ngắm mặt đằng sau của những cây trậu tùng của em như thế nhá, đó rất là liền mạc, rất là phẳng luôn đó các bác ơi. Và đó, và những cái cành trên những cái tán tùng này được nghệ nhân bên em đục châm tỉa rất là mềm mại luôn này, rất là kênh bong như các bác nhá. Và em sẽ quay mặt đằng trước để cho các bác ngắm thưởng lãm lại bình tùng bonsai mang chất liệu gỗ nu hương đấy ạ. Đó, và các bác có thể ngắm từng những cái tán tùng này được nghệ nhân bên em đục châm tỉa rất là mềm mại như các bác nhá, rất là kênh bong cho em này. Và những cái tán tùng này nghệ nhân em đục tầng tầng lớp lớp, các bác có thể ngắm nhìn đấy ạ. Đó, tầng tầng lớp lớp rất là tuyệt vời cho em này. Và từ những cái lá tùng được nghệ nhân em đục khứa này, từ cái khứa cạnh của lá này được nghệ nhân em đục rất là tỉ mỉ, rất là nét sắc luôn ạ. Và hàng đục rất là kinh bong cho em rồi, và tay có thể thò vào được tất cả các vị trí nha bác nhá. Vâng, một tác phẩm thì cực kỳ đẹp anh ạ nhá. Và đây ạ, vâng, tác phẩm điểm lên là một cái bình tùng ạ, với những cái đường hoa lu tự nhiên nhé, cực kỳ đẹp, tượng trưng cho những cái bông hoa đang lở đều trên mặt của một cái bình tùng đấy ạ. Và một chất liệu gỗ thì chị không bao giờ lo bị lứt, lo bị mối mọt ạ. Một dòng gỗ thì nói là cực kỳ giá trị, đứng hàng đầu ạ, trên chất liệu gỗ lưu hương nhé, cực kỳ giá trị này. Và em trai cũng báo lại kích thước và như là báo lại giá để chị và cả nhà cân đối, một cái siêu phẩm trong buổi giới thiệu video này của bên em nhé. Dạ vâng, em xin đồng ý ạ.